Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Argentina với hy vọng trở thành đối tác toàn cầu của NATO đề xuất mức phí hàng tháng 24 đô la mới cho nhiều khách hàng sử dụng điện ở Nam California. Giá đồ ăn nhanh ở California tăng 7% trước mức lương mới 20 đô la một giờ. Thiếu niên 13 tuổi bị bắn chết ở Anaheim, cảnh sát bắt hai nghi can. Một thi thể được tìm thấy bên trong chiếc xe tải du hồ bị đánh cắp ở LA. Hai mẹ con ở Riverside lệnh án tù vì bơm mông lậu làm chết người. Indonesia ban bố cảnh báo sóng thần sau khi núi lửa phun trào trên hòn đảo xa xôi Nghiên cứu cho thấy nhiều thành phố ở Nam California được cho là an toàn nhất tiểu bang. Argentina với hy vọng trở thành đối tác toàn cầu của NATO, dẫn thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Luis Petri ngày 18 tháng 4 cho biết ông đã chính thức chuyển ý định thư của chính phủ quốc gia Nam Mỹ tới tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong đó Buenos Aires đề nghị trở thành đối tác toàn cầu của liên minh quân sự này. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Petri thông báo ông đã gặp Phó Tổng Thư ký NATO Missy Jona tại Brussels, Bỉ và trao ý định thư bày tỏ sự chú trọng Argentina đối với mục tiêu trở thành đối tác của NATO. Ngoài ra, ông Petri còn nhấn mạnh chính phủ Argentina sẽ tiếp tục nỗ lực khôi phục các mối liên kết cho phép Bruno Gilles tiến hành hiện đại hóa và đẩy mạnh công tác huấn luyện các lực lượng vũ trang theo tiêu chuẩn NATO. Hiện tại, NATO có chín đối tác toàn cầu bao gồm Australia, Colombia, Iraq, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, New Zealand, Pakistan, Afghanistan. Quan hệ đối tác của NATO với Afghanistan đang bị đình chỉ sau những quyết định của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương liên quan đến môi trường an ninh. Trong số các quốc gia Mỹ, Latin, chỉ có Colombia đạt được điều kiện để trở thành đối tác toàn cầu của NATO vào năm 2018 cách tiếp cận của Argentina đối với NATO thể hiện định hướng chiến lược đối ngoại của Tổng thống Javier Milei, đó là sức lại gần hơn với Mỹ và Liên minh châu Âu, EU. Hôm 16 tháng 4, Argentina đã ký thỏa thuận mua lại 24 máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch, quốc gia thành viên của cả NATO và EU. Đây là thỏa thuận được Mỹ hậu thuẫn. Đề xuất mức phí hàng tháng 24 đô la mới cho nhiều khách hàng sử dụng điện ở Nam California. Một khoản phí mới của công ty điện lực SCE được đề xuất cho hóa đơn điện của một số người dân miền Nam California đang khiến một số cư dân cảm thấy khó chịu và một nhà lập pháp tiểu bang địa phương muốn ngăn chặn việc thực hiện mức phí cao này, trong khi khách hàng của bộ nước và điện Los Angeles sẽ không bị ảnh hưởng bởi khoản phí 24 đô la được đề xuất nhiều người khác sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả những người nhận điện từ công ty điện và khí đốt Thái Bình Dương do Ủy ban Tiện ích Công cộng California, Southern California Edison và San Diego quản lý, công ty gas và điện theo báo cáo của Los Angeles Daily News. Trong khi CBUC đề nghị giảm từ 5 đến 7 trung tâm mỗi kWh để đổi lấy phí, nghị sĩ Jackie Owen nói điều đó không đủ để bù đắp cho mức giá tăng vọt. Trong một cuộc họp báo, bà nói, Cử tri của chúng tôi đã có đủ và chúng tôi cũng vậy. Đã đến lúc đưa ra một số vấn đề về cách chúng ta tính tiền điện ở California. Như tờ Daily News đã lưu ý, trong thập kỷ qua, tỷ lệ BGE đã tăng 127%, tỷ lệ SCE đã tăng 91% và tỷ lệ SDGE đã tăng 72%. Mức phí cao hơn dự kiến sẽ được CBUC thảo luận vào tháng tới. Nhưng đề xuất của Owen dự luật quốc hội 1999 hiện đang được đưa vào ủy ban, nếu nó được thông qua, khả năng áp đặt khoản phí này của CBUC sẽ bị thu hồi. Nghiên cứu cho thấy nhiều thành phố ở Nam California được cho là an toàn nhất tiểu bang. Theo một báo cáo từ Safeways, một trang web đánh giá an ninh gia đình, nhiều thành phố ở Nam California được mệnh danh là những địa điểm an toàn nhất ở Golden State. Công ty gần đây đã công bố các báo cáo thành phố an toàn nhất thường niên lần thứ 10 đa số các thành phố có tên trong danh sách đều thuộc quận Cam. Các thành phố từ quận San Bernardino và Riverside cũng có tên trong danh sách. Không có thành phố nào từ quận Los Angeles có tên trong danh sách này. Nhà văn Rebecca Edwards của Seth Wise viết trong một báo cáo, khi nói đến vấn đề an toàn, mối quan tâm hàng ngày vẫn tiếp tục là tâm trạng của người dân California với tỷ lệ tội phạm cao hơn mức trung bình toàn quốc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi người dân California nằm trong số những nơi lo ngại nhất về tội phạm tài sản, trộm cắp, gói hàng và tội phạm bạo lực. Khoảng 50% người dân California được Subway khảo sát cho biết họ cảm thấy mức độ lo lắng hàng ngày cao đối với sự an toàn của họ. Trang này cho biết, đồng thời lưu ý rằng con số này giảm 19% so với năm trước. Báo cáo cũng cho thấy California có tỷ lệ trung bình là 4,2 tội phạm bạo lực, 25,3 tội phạm tài sản, 1,7 tội phạm bạo lực và 12,8 tội phạm tài sản trên 1.000 người. Bằng cách sử dụng số liệu thống kê tội phạm của FBI, thông tin nhân khẩu học và kết quả nghiên cứu về tình trạng an toàn, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng những thành phố này là an toàn nhất ở California, đứng đầu là Rancho Santa Marita ở quận Cam. Thứ hai, Aliso Viejo ở quận Cam. Thứ ba, Chọt Balinda ở quận Cam. Thứ tư, Laguna Niguel ở quận Cam. Thứ năm, Mission Viejo ở quận Cam. Thứ sáu, Lake Forest ở quận Cam. Thứ bảy, Lincoln in Pleasure ở Bắc California. Thứ tám, Poway ở quận San Diego. Thứ chín, Rocklin in Pleasure County ở Bắc California. Thứ mười, Ovi ở quận Cam. Mười một, Santee ở quận San Diego. 12 San Marcos ở quận Bắc San Diego, 13 San Clemente ở quận Cam, 14 El Grove ở quận Sacramento, 15 Ensenada ở bắc quận San Diego, 16 Burita ở quận Riverside, 17 Fontana ở quận San Bernardino, 18 Menifee ở quận Riverside, 19 Cypress ở quận Cam. Sau cùng là 20, Clovis ở quận Fresno. Thiếu niên 13 tuổi bị bắn thiệt mạng ở Anaheim. Cảnh sát bắt hai nghi can. Tin từ Anaheim, California vào chiều thứ Tư 17 tháng 4, theo nhật báo The Orange County Register loan báo, một thiếu niên 13 tuổi bị bắn ở Anaheim rồi qua đời ở bệnh viện, cảnh sát cho hay. Vụ nổ súng xảy ra khoảng 4 giờ 15 chiều trong khu 2800 đường Westport, khi lục soát trong khu vực đó, cảnh sát bắt được hai nghi can, một thiếu niên 17 tuổi với cáo buộc giết người và anh Ryan Rangelis, 20 tuổi, cư dân Anaheim với cáo buộc đồng lõa giết người. Hôm thứ Năm, cảnh sát loan báo vụ này dính líu tới băng đảng. Trước đó, hôm thứ Tư, cảnh sát cho biết họ nhận được nhiều cuộc gọi 911 báo cáo có tiếng súng nổ phía trước chung cư trong khu vực đó, theo đài KTLA. Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy một nạn nhân dính ít nhất một vết đạn, sau đó đưa nạn nhân đi bệnh viện nhưng rồi qua đời. Nhân chứng kể nạn nhân đang đi xe đạp thì bị bắn, nhưng cảnh sát chưa xác nhận bất cứ chi tiết nào về tình huống nạn nhân bị bắn. Một thi thể được tìm thấy bên trong chiếc xe tải du hồ bị đánh cắp ở LA. Cảnh sát đang điều tra vụ phát hiện khủng khiếp một thi thể bên trong chiếc xe tải du hồ bị đánh cắp ở khu Mid City của Los Angeles vào hôm thứ Năm. Theo sở cảnh sát Los Angeles, các sĩ quan đã có mặt tại giao lộ Apple Street và Redondo Boulevard ngay trước 11 giờ sáng sau khi một người dân báo cáo rằng họ ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ xe tải. Cảnh sát và một nhân viên của du hồ đã tìm thấy thi thể được bọc trong tấm bạc ở phía sau xe. Máu cũng đã được tìm thấy bên trong xe tải. Các thám tử cho biết chiếc xe đã bị đánh cắp khoảng một tuần trước và sau đó bị bỏ lại trên phố Apple, ngay phía nam xa lộ 10. Một khu vực mà người dân cho rằng đang bị ảnh hưởng bởi hoạt động đổ rác và hoạt động bất hợp pháp, không có thông tin nào về nạn nhân được đưa ra ngay lập tức. Cảnh sát đã phong tỏa một số tuyến đường xung quanh hiện trường để điều tra. Hai mẹ con ở Riverside lãnh án tù vì bơm mông lậu làm chết người. Tin từ Los Angeles, California. Hôm thứ năm, 18 tháng 4, hai mẹ con ở Riverside bị kết án tù tiểu bang vì bơm mông lậu làm chết người nhưng được tòa ra lệnh thả ra vì được trừ thời gian bị giám sát bằng thiết bị điện tử. Theo City News Service, hồi tháng 3, bà Libby Adami, 53 tuổi và cô con gái là Alicia Rales, 26 tuổi bị kết tội ngộ sát trong vụ bơm mông làm thiệt mạng cô Carissa Ratbor, 26 tuổi năm 2019. Hôm thứ năm, ông George Lomeli, chánh án tòa thượng thẩm Los Angeles County, kết án bà Adami 4 năm 4 tháng tù tiểu bang. Còn cô Gales 3 năm 8 tháng tù và ra lệnh bắt giam họ. Nhưng chỉ sau vài giờ, hai mẹ con bà Adami bị còng tay. Ông Lomeli cho hay, ông đồng ý với lời bào chữa của luật sư biện hộ rằng hai mẹ con bà được trừ thời gian bị giám sát bằng thiết bị điện tử sau khi bị bắt tại nhà họ ở Riverside hồi tháng 8 năm 2021 nếu cộng tất cả họ đã thủ án đủ. Ông Lomeli nói với các luật sư sáng thứ Năm, tôi sẽ ra lệnh thả họ ra. Bà Adami còn bị kết ba tội hành nghề y không giấy phép, còn cô Gales bị kết tội hai hành nghề y không giấy phép. Ngày 15 tháng 10 năm 2019, cô Raspo được mẹ con bà Adami bơm silicon lỏng vô mông tại nhà bạn cô trong khu Sherman Oaks ở Los Angeles, sở cảnh sát Los Angeles loan báo năm 2021. Hầu như ngay lập tức cô Raspo ngã bệnh và bất tỉnh, mặc dù cô được đi đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ không cứu được cô vì silicon đã thấm vô máu làm tắc mạch, khiến cô thiệt mạng sau đó. Indonesia ban bố cảnh báo sóng thần sau khi núi lửa phun trào trên hòn đảo xa xôi. Vào hôm thứ Tư, chính quyền Indonesia đã ra lệnh cho hàng trăm dân làng sơ tán sau khi có nhiều đợt phun trào của một ngọn núi lửa ở hòn đảo xa xôi làm dấy lên lo ngại, nó có thể sụp đổ xuống biển và gây ra sóng thần. Cơ quan núi lửa nước này cho biết núi Ruan, ngọn núi lửa cao 725 mét khoảng 2.400 phút trên đảo Ran, Bắc Sulawesi, đã phun trào ít nhất là 5 lần kể từ tối hôm thứ Ba, phun ra nhung nham bốc lửa và cho bụi cao hàng nghìn mét trên bầu trời. Giám đốc cơ quan Hendra Gunawan cho biết các quan chức đã nâng mức cảnh báo núi lửa lên cao nhất, cảnh báo người dân không nên đi lại trong phạm vi 6 km, khoảng 3,7 dặm, tính từ đỉnh núi do lo ngại núi Ran có thể sụp đổ một phần xuống nước và gây ra sóng thần vì nó đã từng làm và xảy ra vào năm 1871. Núi Ruan là một ngàn núi lửa dạng tầng, thường có hình nón và mặt tương đối dốc do hình thành nhung giam, dính không dễ chảy, theo các nhà nghiên cứu núi lửa. Các núi lửa dạng tầng thường tạo ra các vụ phun trào bùng nổ do khí tích tụ trong magma. Đảo Ruan là nơi sinh sống của khoảng 800 cư dân đã tạm thời di dời đến đảo Tagulandan lân cận. Theo chính quyền, các quan chức cảnh báo người dân ở Tagulandan nên đề phòng những tảng đá nóng sáng rơi xuống và những đám mây nóng dâng cao. Không có thương vong nào được báo cáo. Indonesia, một quần đảo Đông Nam Á với 270 triệu dân, có hơn 120 ngọn núi lửa đang hoạt động, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nó nằm dọc theo vành đai lửa, một vòng cung dài 25.000 dặm, khoảng 40.000 km, gồm các đường đứt gãy địa chấn quanh Thái Bình Dương. Năm 2018, vụ phun trào Anak Krakatel của Indonesia đã khiến nó đổ xuống biển gây ra sóng thần tấn công vào bờ biển của các đảo chính Java và Sumatra, khiến cho hơn 400 người thiệt mạng. Giá đồ ăn nhanh ở California tăng 7% trước mức lương mới 20 đô la. Tin từ Orange County, California, theo The Orange County Register đưa tin hôm thứ Năm 18 tháng 4, giá thức ăn nhanh ở California tăng 7% trong 6 tháng, nhiều nhất nước Mỹ, thậm chí trước khi lương tối thiểu của nhân viên kỹ nghệ này lên 20 đô la cho 1 giờ. Theo trang web chuyên theo dõi giá cả, đó là kết quả phân tích của khảo sát của Data Sensor về giá thức ăn nhanh trước ngày 1 tháng 4. Ngày California bắt đầu nâng mức lương tối thiểu lên 20 đồng một giờ cho nhân viên các hệ thống tiệm thức ăn nhanh lớn, không chỉ có thực khách ở California mới bị tình trạng giá thức ăn nhanh tăng. Chi phí kỹ nghệ này hiện vẫn tăng. Như lương nhân viên, thực phẩm để nấu nướng, điện, gas. Giá tăng là kết quả rõ ràng, nhưng có thể các tiệm thức ăn nhanh sẽ khuyến mãi nhiều hơn, nhất là cho khách hàng trung thành, vì giá thức ăn nhanh đang lên gần bằng với giá đi ăn nhà hàng giá rẻ. Các hệ thống tiệm thức ăn nhanh có thể phải cạnh tranh bằng cách hạn chế tăng giá. Dịch vụ cũng có thể bị cắt giảm, chẳng hạn như đơn sẽ bớt món để bớt nấu nướng và phục vụ. Các tiệm thức ăn nhanh cũng có thể giảm giờ mở cửa hoặc giảm nhân viên. Lương tối thiểu 20 đô la cũng có thể là động lực để chủ tiệm thức ăn nhanh gia tăng dùng máy móc và robot thay thế con người và cũng có thể một số tiệm thức ăn nhanh ở California có thể phải dẹp tiệm vì lợi nhuận giảm do lương nhân viên tăng. Dự báo thời tiết thứ bảy 20 tháng 4 năm 2024. Mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 14 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 7 giờ 27 phút tối. Một số đám mây vào buổi sáng sẽ nhường chỗ cho bầu trời chủ yếu là nắng vào buổi chiều. Nhiệt độ cao 67 độ F. Gió Nam Nam Tây thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm 69% và chỉ số UV cho thấy là 9 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 4 giờ 45 phút chiều và trăng lặn vào lúc 4 giờ 43 phút sáng nhiều mây một phần, nhiệt độ thấp 56 độ F, gió nam nam đông thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 82% và chỉ số UV cho thấy là 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin của Vinh Channel. Rất mong nhận được like, share và subscribe từ quý vị. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.